sáng thế ký chương 32 mươi hai jacob và cả gia đình tiếp tục cuộc hành trình gặp các thiên sứ tại một địa điểm jacob nói đây là trại đức chúa trời nên ông gọi chỗ ấy là maha naim jacob sai sứ giả lên núi seir trong xứ edom tìm esau trình rằng tôi từ ông là jacob nói tôi đã kiều ngụ với cậu la ban cho đến ngày nay tôi có nhiều tôi trai, tớ gái, bò, lừa và các bầy gia súc. Nay chúng tôi sắp về tới quê nhà. Xin kính tin anh rõ, mong anh vui lòng tiếp đón. Sứ giả quay về báo cáo. Chúng tôi đã tìm gặp ê sau anh của ông. Ông ấy đang đem 400 người đến đón ông chủ. Gia cốp được tin rất sợ hãi và buồn ông chia tay gia nhân chiên dê bò lừa thành hai toán ông tự bảo nếu anh ta có tấn công toán này toán kia có thể chạy thoát gia cốp cầu nguyện khẩn thiết lệnh đức chúa trời của ông nội con là abraham và của cha con là isaac chúa nào đứng đã bảo con hãy trở về quê hương sống với bà con Tân thích ta sẽ hậu đãi con thật ra con chẳng xứng đáng Nhưng chúa đã thương xót Và giữ đúng tất cả những lời ngài hứa Khi con vượt sông Giô Đanh này Chỉ có một cây gậy Mà nay con có hai toán người Con xin chúa Giải thoát con khỏi tay sau anh con Vì con sợ anh ấy Đến đánh giết con và vợ con con Chúa đã hứa Chắc chắn ta sẽ hậu đại con Cho dòng dõi con Đông như cát biển không ai đếm được Tối hôm ấy Jacob ở lại Mahanaim và chọn các món quà để biếu ê sau. Quà tặng gồm có 200 dây cái, 20 dây đực, 200 chiên cái, 20 chiên đực, 30 lạc đà và đàn con, 40 bò cái, 10 bò đực, 20 lửa cái và 10 lửa đực. Jacob giao các bầy súc vật cho đám tôi tứ mình. Mỗi người coi sóc một bầy và căn dặn họ. Các anh cứ đi trước giữa một khoảng cách giữa các bầy súc vật jacob cũng dặn người dẫn bầy thứ nhất khi ê e sau gặp anh và hỏi chủ anh là ai anh đi về đâu bầy vật này thuộc về ai anh cứ đáp bầy vật này là của jacob tôi tứ ngài xin kính tặng ngài jacob còn ở phía sau jacob lại dặn các tôi tớ chăn bầy khác cũng nói với ê e sau lời đó rồi thêm này jacob tôi tới ngài đang theo sau chúng tôi jacob tự nhủ ta gửi các tặng phẩm này trước cho ê sau nguôi giận đã rồi mình giáp mặt sau chắc hẳn ê sau sẽ tiếp mình tử tế các lễ vật được đem đi hết tối hôm ấy jacob ở lại trong trại giữa đêm khuya jacob thức dậy đưa hai vợ và 11 con trai qua suối ra bốc với tất cả tài sản còn lại Jacob ở lại một mình, có một người đấu vật với mình cho đến dạng đông. Thấy mình không thắng được, người ấy liền đụng vào khớp xương hông của Jacob, làm chặt xương hông và bảo rằng: "Trời đã sáng, hãy để ta đi." Nhưng Jacob đáp: "Nếu ngài không ban phước lành cho tôi, tôi không để ngài đi đâu." Người ấy hỏi: "Tên con là chi?" Đáp rằng: "Jacob." Người liền bảo: tên con không phải là jacob nữa nhưng bây giờ là israel vì con đã vật lộn với chúa và người con đều thắng cả jacob thưa xin cho con viết tên ngài người ấy đáp con hỏi tên ta làm chi rồi người ban phước lành cho jacob tại đó jacob gọi địa điểm này là phê niên và giải thích rằng ông đã đối diện cùng đức chúa trời mà vẫn còn sống Gia Cốt ra khỏi phê niên. Lúc trời dạng đông, ông đi khập khiễng vì chật khớp xương hông. Về sau, dân Israel không bao giờ ăn gân đùi ở khớp xương hông vì người ấy đã đụng vào khớp xương hông và vào gân đùi của Gia cốp.